Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thế Sơn. Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt, thì hôm nay chúng ta sẽ có hai chiếc xe gọi là đối thủ truyền kiếp của hai hãng. Một bên là của Toyota và một bên là của Honda. Và hai chiếc xe của ngày hôm nay đó là chiếc City Top, phiên bản cao cấp nhất của City 2019, và chiếc Vios G, cũng là phiên bản cao cấp nhất của Vios đời 2019. Và chúng ta sẽ có một cái bài so sánh là chúng ta sẽ nên mua xe nào. Xe hai xe đều là xe sản xuất năm 2019 và số km đi được đều là 20.000 km. Và chúng ta sẽ so sánh xem là chúng ta nên mua dòng xe nào. Thì nếu anh chị nào đang yêu thích dòng xe nào hay là đang muốn chọn dòng xe nào thì hãy bình luận xuống phía dưới cùng với Sơn nha. Rồi, về phía đầu xe của Sơn, của chiếc xe, hai chiếc xe thì như anh chị thấy thì xe Vios, xe City thì có vẻ là như là nhỏ hơn so với đầu của Vios. Vios thì có vẻ là nhìn nó hầm hố hơn. Và về chất lượng của chiếc xe này thì hai chiếc xe này đều là chạy được 2.000, cho nên là hầu như là đang còn rất là mới. Về chiếc City này thì nó có phần ưu ái hơn, đó là khách hàng đã được trang bị thêm khoảng tầm 100 triệu tiền đồ chơi. Còn về chiếc Vios thì được trang bị một cái mức cơ bản thôi. Và chúng ta sẽ đi khám phá hai chiếc xe thì nó có những điểm gì. Về chất lượng của hai chiếc xe thì đều đã được kiểm tra không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Và đặc biệt là máy móc nguyên bản. Đây, Caramel thì có thể quay. Nội thất của chiếc City, nội thất của chiếc Vios thì đều được trang bị màu kem. Màn hình Pioneer theo xe. Và chiếc Vios này thì được trang bị cơ bản thôi. Đấy. Hông xe thì gương thì được tích hợp đèn nhưng mà không có camera 360 và cũng không có gập gương tự động. Thì gập gương thì chúng ta sẽ bấm bằng công tắc. Mâm thì là mâm 16, được sơn màu bạc. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì có thể hai dòng xe là tương đối là tương đồng nhau, 5.7 lít cho kết hợp và 4.9 lít cho ngoài đô thị. Đấy. Rồi, chúng ta về phía sau xe. Đây, anh chị có thể nhìn thấy phía sau xe. Sau xe thì Vios có vẻ là tròn mịch và cổ điển hơn. Còn so với lại City thì chúng ta có những cái đường gân và đường gấp khúc, và cũng như là cái kiểu dáng nó thể thao hơn so với là Vios. Xe City thì phía sau xe thì khách hàng có trang bị thêm là cánh hướng gió này, body kit và hệ thống đèn LED. Đèn này là đèn đã được độ lên nhé anh chị. Và đèn zin của nó thì đó là đèn halogen. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô bên trong của chiếc City, xem bên trong chiếc xe có những cái gì. Đây là City, đây là nội thất bên trong của chiếc City. Chiếc City thì được trang bị nội thất màu đen. Xe trang bị khá là nhiều đồ chơi. Màn hình Android, có tích hợp camera 360 và đặc biệt là có trang bị luôn camera cảnh báo lật làn đường, có ru control, rồi có lẩy số trên vô lăng. Và đặc biệt thì chiếc xe này thì khách hàng có trang bị luôn cả cửa hít nha anh chị. Xe này là có trang bị cửa hít. Đây, anh chị có thể kiểm chứng này. Đó. Anh chị thấy không ạ? Làm lại nhé. Đây. Chúng ta chỉ cần đóng nhẹ cửa là tự động hết. Trang bị cửa hết này thì sẽ áp dụng cho một số những dòng xe cao cấp thôi. Nhưng mà khách hàng chiếc City thì đã trang bị cho mình luôn cả cửa hết. Và xe này đã được cách âm 3 em luôn.
Đây, để cho anh chị coi. Đó. Chúng ta có lốp sàn lốp cách âm 3M của Mỹ, thương hiệu Mỹ, và đặc biệt là bánh xe cua thì chưa chạm đất. Về so sánh tổng thể của hai chiếc xe thì chiếc City có phần ưu ái hơn vì khách hàng được trang bị khá là nhiều đồ chơi. Còn về chiếc Vios thì trang bị những gói cơ bản thôi, ví dụ như là phim cách nhiệt, che mưa, lốp sàn và camera thôi. Về giá của chiếc xe, hai chiếc xe này là tương đồng nhau. Chiếc này là 485 triệu, giá chào 485 triệu và giá chiếc City cũng là 485 triệu. Đây là cái giá chào thôi, thì anh chị nào đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với bên Sơn. Hai xe này đều là hai xe ở hai tỉnh khác nhau. Xe này thì là xe này là ở thành phố Hồ Chí Minh và xe này thì ở như Cần Thơ. Thì xe này nếu anh chị nào ở Cần Thơ thì chúng ta có thể lợi được giữ được biển số và chúng ta sẽ không phải rút hồ sơ. Và nếu như anh chị nào ở những tỉnh khác mà cần mua chiếc xe này thì bên Sơn cũng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho bên mình. Thì nãy giờ thì Sơn so sánh sơ bộ hai chiếc xe cùng đối thủ của hai hãng Toyota và Honda về chất lượng, qua sử dụng đều là 2019 và sản xuất xe sản xuất là năm sản xuất 2019 và cái số km đi được đều là 20.000 km. Thì nãy giờ sơ qua thì về phía bên chiếc City thì có thể là nó sẽ được ưu ái hơn về cái phần phụ kiện, còn Vios thì là về trang bị cơ bản thôi. Đấy, thì nãy giờ thì anh chị nào đang quan tâm dòng xe nào thì hãy bình luận xuống phía dưới giúp Sơn nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào. Bởi lý do quý anh chị và các bạn lựa chọn Tiến Sơn để bán xe cũ. Thứ nhất, nhiệt tình, chuyên nghiệp, phục vụ trên cả sự mong đợi. Thứ hai, thẩm định giá xe tốt nhất thị trường. Thứ ba, thủ tục giao dịch nhanh chóng, gọn lẹ, thanh toán tiền tươi hoặc chuyển khoản. Thứ tư, không ép giá xe khách hàng được quyền đề xuất giá. Thứ năm, xe đang vay vốn thủ tục đơn giản nhanh gọn trong một buổi làm việc. Thứ sáu, bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối. Thứ bảy, thu mua tận nơi trên toàn quốc, liên tục 24/7, khách hàng không cần di chuyển xa. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.